Úc Nguyễn chào mọi người. Hôm nay ngày 20 tháng 7 mình có một số cây phoi chim chim và dụ dẻ giao lưu đến mọi người. Hai dòng cây có quả rất là đẹp. Đây là quả của cây chim chim. Quả chim chim khi chín có màu đỏ tươi, ăn cũng rất là ngon. Đây là hoa của cây dụ dẻ. Hoa dụ dẻ khi nở rất là thơm. Quả khi chín có màu vàng và quả ăn rất là thơm và ngon. Đầu tiên mình giao lưu đến mọi người là cây dụ dẻ mã số 1, giá là 200 bao ship. Tất cả những cây là bầu đất green, mọi người trồng sẽ rất là nhanh. Cây này cao tầm 40, giá là 200 bao ship. Tiếp theo là cây dụ dẻ mã số 2, giá là 350 bao ship. Cây được lấy bầu rất là cẩn thận. Cây này cao tầm 35, tán ngang tầm 50. Cây dụ dẻ mã số 3, một cây tông cao. Cây có cốt rất là to. Chiều cao tầm 70. Cây được lấy bầu đất rất là to để đảm bảo tỷ lệ sống tốt nhất cho mọi người. Một cây dụ dẻ tông cao. Tiếp theo là cây chim chim mã số 4, giá là 500 bao ship. Cụm rừng chim chim, cụm rất là nhiều thân. Cây chim chim và dụ dẻ là dòng cây gắn liền với tuổi thơ của những trẻ em vùng nông thôn. Cây chim chim là cao 90. Cây có bầu đất green nên lá sẽ không xuống lá. Cây dụ dẻ mã số 5, giá là 400 bao ship. Lá của cây dụ dẻ sẽ có mùi hương rất là thơm. Cây này cao tầm 50. Tiếp theo là cây chim chim mã số 6, giá là 1.200.000 bao ship. Cây rất là to. Có một cây chim chim có kích thước to như này thì phải mất hàng chục năm. Cây này cao tầm 80. Cây có tán ngang là 1 mét. Cụm rừng rất là to. Nhà có sân vườn rộng trồng cây chim chim này sẽ rất là hợp. Cây chim chim khi ra hoa thì hoa có màu trắng hồng, quả thì có màu đỏ tươi. Và cây cuối cùng trong clip là cây dụ dẻ tông cao mã số 7, giá là 400 bao ship. Cây này cao tầm 80, giá là 400 bao ship. Mình xin kết thúc clip số 1 tại đây. Mọi người chốt thì liên hệ số điện thoại trên màn hình.
Đây cũng là số Zalo của mình. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video.